Bạn lề bên kia là một đều. Bạn lề của xe đấu thứ 5, bên kia là Babylon, là AC, là Cho Son và là Pơ. Vâng, Babylon, AC, Cho Son, Pơ. BB cầm Pơ, Hưng Nhổn cầm Babylon, Tí cầm AC và Thầu cầm Cho Son. Như vậy bên kia thì BB đã trở lại với màu chủ lực, màu 5. Hưng Nhổn cầm màu 8. Đây là một IA tới từ game thủ Mạnh Hào. Có một cái ông màu 4 đấy là ông nào đấy? Hello Chip Boy cầm IA. Chim Sẻ cầm Hitty. Lô 1 cũng cầm Hitty. Ơ cái thế này nó mới căng này. Thế này nó mới căng này. Thế này tôi không biết là bây giờ là cho Chip Boy đánh cung Nga. Chém đấy. Đây là xe. Vâng, xe dường như vừa chết một dần. Nghiệt gặp hai con sư tử ngay tân giò đầu. Đây là No 1. Rồi cầm Hitty. Tập trung vào đánh đi. Đây là Chip Boy. Bên kia sẽ là một Pơ, một Cho Son, một Babylon và một Acidia. Map khó ấy nhờ. Ép đầu dành cho Chip Boy. Map khoai anh em gió ngoài, Chip Boy chết đói nhờ. Map không dễ đánh đâu. Xe đã ăn bầy hiêu này rồi. Đánh như nào anh em nói như nào. Bảy Cho Son đầu cánh của game thủ No 1. No 1 cũng đi đập lô. Voi. No 1 đi đập lô rồi. Bài xấu cho các game thủ bên phía team VNTV, mặc dù quân thì nghe thì nó ngon. Aya và hai hit. Đây là nhà của màu 7, Cho Son. Boy quay đầu. Màu 5 đang đóng lò rồi á. Bịp à. Đóng lò xong ở 8 phút mười mấy. Ô bịp. Persian từ BB. Bịp. Chỉ có thể là bịp. Đóng lò xong ở 8 phút mười mấy. Thế thì tôi cũng đến cạn lời. Tôi cũng đến cạn lời. Bài kích 8 rưỡi của BB. 20 dần Pơ có ngựa giỏ. Tôi cũng đến cạn lời. Vâng, không lên được đời. Tôi quyết luôn. 2-1 dành BB Club trong trận đấu thứ 5. Cái gì vậy?